Và những ngày gần đây việc chứng kiến là một số khách hàng bắt đầu sẵn sàng xuống tiền đầu tư rồi, những dự án mà có pháp lý tốt, những dự án mà có chính sách bán hàng tốt, ví dụ như ăn hàng nợ gốc và chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong cái giai đoạn này thì được rất là nhiều các khách hàng đón nhận. Và đặc biệt là những cái dòng về thứ cấp thì những ngày hôm nay là việc chứng kiến là họ đã sẵn sàng họ xuống tiền và có những bạn được giao dịch ngày 1-2 deal rồi, việc đã thấy rồi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với cái kênh Việt Lee Channel, một kênh chuyên chia sẻ phân tích thông tin thị trường bất động sản tại khu vực ngày miền Trung. Ngày hôm nay Việt muốn chia sẻ đến mọi người về một cái chủ đề Việt cho rằng là nó đang xảy ra trong cái giai đoạn hiện nay khi mà hậu Covid-19. Chúng ta thấy rằng một hiện tượng rất là hình thành tâm lý bắt đáy từ những cái nhà đầu tư có kinh nghiệm tại thị trường bất động sản. Và trước khi đi vào phân tích chuyên sâu, đâu là cái điểm tựa cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm họ sẵn sàng xuống tiền trong cái giai đoạn này, thì chúng ta cùng chia sẻ xem những nhà đầu tư có kinh nghiệm là những nhà đầu tư như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì họ đã từng mua bán, giao dịch bất động sản, có thể là tại thị trường miền Trung hoặc là tất cả các tỉnh thành khác, họ đã có kinh nghiệm mua bán và họ nhìn thấy cái cơ hội trong cái giai đoạn này. Sau dịch Covid-19, những nhà đầu tư mà họ dày dặn kinh nghiệm hơn thì họ có thể là trải qua những cái giai đoạn mà sốt nóng hoặc là đóng băng. Cụ thể như tại thị trường miền Trung, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam thì chúng ta cũng đã chứng kiến những thời điểm rất là sốt nóng, giao dịch có thể là hàng ngày, ngày hôm nay mua giá 1 đồng nhưng ngày hôm sau đó là 1,5 đồng và ngày hôm sau nữa tăng giá lên 2 đồng. Đó là những thời điểm mà sốt nóng, chúng ta có thể như là những năm 2010, 2011 thì chúng ta chứng kiến một số khu vực như là Golden Hill hoặc là các khu vực như Nam Việt Á thì chúng ta thấy hoặc là những khu vực như là Phương Trang, Tây Bắc thì chúng ta thấy những cái hiện tượng sốt nóng diễn ra thường xuyên, hoặc là những cái khu mà đô thị số 1, khu đô thị 1A, 1B, khu vực Điện Nam, Điện Ngọc thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng thấy chứng kiến những cái hiện tượng sốt nóng. Và những thời kỳ như ảm đạm như 2012, 2013 kéo dài ra đó cho đến 2014 và sau đó là các cái dự án của tập đoàn Sun Group mở bán ra và thị trường phục hồi trở lại khi mà tới điểm hiện tại, tới thời điểm 2018, 2019, 2017, 2018 thì chúng ta chứng kiến lại cái thị trường sốt nóng của thị trường. Hoặc là như thời điểm gần đây khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 năm 2019, 2020, chúng ta chịu ảnh hưởng vào ngay thời điểm hiện tại đã là quý 3 rồi, chúng ta chịu ảnh hưởng khá là nặng nề của dịch Covid-19 và đối với hiện tượng dịch đại dịch Covid-19 thì một số người sẽ gặp khó khăn, nhưng mà nó cũng là sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư, những khách hàng mà họ nhìn thấy được cái điểm sáng trong cái thị trường này giữa cái bối cảnh mà khó khăn như hiện tại. Bên cạnh việc những khách hàng, những nhà đầu tư đã có dày dặn kinh nghiệm tại thị trường bất động sản thì cũng cần phải có về dòng tài chính để sẵn sàng xuống tiền trong cái giai đoạn này, và đặc biệt cái nguồn tài chính có thể là nguồn chủ động. Đặc biệt các cái nguồn tài chính của khách hàng trong cái giai đoạn này đa số là những khách hàng họ chủ động về tài chính, hoặc là họ dịch chuyển dòng tiền từ các cái nguồn khác nhau, hoặc là cái nguồn thu mà họ chủ động được trong cái giai đoạn này. Và điều đầu tiên Việt muốn nói đến là yếu tố về dịch Covid-19. Tại sao yếu tố dịch Covid-19 nó lại là lý do cho các nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền trong giai đoạn này? Thì chúng ta thấy rằng là dịch Covid-19 ảnh hưởng tác động đến toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Từ Việt Nam thì từ đầu năm 2020 khiến cho cái việc giao dịch, mua bán, triển khai các hoạt động liên quan đến bất động sản diễn ra khó khăn. Các chủ đầu tư thì không có triển khai công tác bán hàng được, không có chào bán sản phẩm mới được. Đồng thời đó thì các cái đơn vị về phân phối cũng gặp khó khăn, bản thân các cái môi giới cũng bị tâm lý, bản thân các nhà đầu tư cũng rất là quan ngại khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng của dịch. Nhưng mà chính điều đó khiến cho một số bộ phận là các cái chủ đầu tư chưa có tiềm lực tài chính, hoặc là những chủ đầu tư yếu kém, hoặc là những khách hàng dùng đồng bãi tài chính quá nhiều cũng sẽ bắt buộc phải bán tháo, bắt buộc thị trường sẽ thanh lọc những cái chủ đầu tư hoặc là những khách hàng đó, khiến cho tới giai đoạn hiện tại là quý 3 năm 2021 thì chúng ta chứng kiến là họ hầu như là không thấy cái hiện tượng bán tháo của thị trường bất động sản nữa. Đặc biệt khu vực miền Trung thì chúng ta thấy nó vẫn giữ nguyên giá, và những ngày gần đây khi mà chúng ta đi qua
cái giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 thì chúng ta bắt đầu là giống như một chiếc lò xo nén. Và những ngày gần đây việc chứng kiến rằng một số khách hàng bắt đầu sẵn sàng xuống tiền đầu tư rồi, những dự án mà có pháp lý tốt, những dự án mà có chính sách bán hàng tốt, ví dụ như ăn hàng nợ gốc và chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong cái giai đoạn này thì được rất là nhiều các khách hàng đón nhận. Và đặc biệt là những cái dòng về thứ cấp thì những ngày hôm nay là việc chứng kiến là họ đã sẵn sàng họ xuống tiền và có những bạn được giao dịch ngày 1-2 deal rồi, việc đã thấy rồi đó. Và đó là những tín hiệu lạc quan khi mà dịch Covid qua đi. Điều thứ hai mà Việt muốn nói đến đó là cái vấn đề về lãi suất cũng như về vấn đề về tài chính. Khi mà khách hàng họ đã sẵn sàng xuống tiền trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là lãi suất trong cái giai đoạn này thì ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái gói chính sách hỗ trợ để làm sao hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người dân vượt qua cái giai đoạn đại dịch này. Và cụ thể thì phía ngân hàng thì cũng đã mức huy động lãi suất trong cái giai đoạn này thời hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm thì nó giảm xuống còn khoảng tầm 3,7 cho đến là 5% kỳ hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thì mức giảm rất là thấp nhất trong nhiều năm qua. Khi mà cái mức mà huy động vốn lãi suất thấp như vậy thì tất nhiên là cộng với lại cái câu chuyện là bóng ma lạm phát trong thời gian sắp tới thì tất nhiên không ai, rất là ít nhà đầu tư họ bỏ tiền trong ngân hàng cả, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là có thể là cái giai đoạn dịch thì hầu như các cái ngành hàng kinh doanh thì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì họ luôn chuyển cái dòng tiền vào các cái đầu tư chứng khoán, mà chúng ta thấy là trong dịch thì thị trường chứng khoán là liên tục xanh. Nhưng mà khi mà bắt đầu cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi mà có những cái thông tin mở cửa lại của dịch Covid-19 thì mở cửa lại cũng như là chúng ta cơ bản là tiêm được chủng được cơ bản vaccine thì chúng ta thấy là những cái tín hiệu khi mình những tín hiệu tốt khi mà không chế dịch thì thị trường chứng khoán lại mang những cái sắc đỏ nhiều hơn. Và những cái nhà đầu tư trong cái giai đoạn này chắc chắn là người ta sẽ rút dòng tiền từ chứng khoán các cái ngân hàng sẵn sàng ra cho một cái kênh đầu tư mới, đặc biệt là bất động sản. Khi mà bất động sản trong thời gian dịch khi mà bị giãn cách, bị khó khăn đi lại, khó khăn về giao dịch, về mở bán thì nó giống như một chiếc lò xo nén. Sau đại dịch thì nó sẽ bung ra, và tôi tin rằng là sau đại dịch nó sẽ trở nên tốt hơn, lạc quan hơn, và dòng tiền nó sẽ chảy vào bất động sản như những nhận định chuyên gia đã nhận định trong cái nửa cuối của quý 3. Yếu tố thứ ba mà Việt muốn đề cập đến để cho các nhà đầu tư họ sẵn sàng xuống tiền trong cái giai đoạn này đó là yếu tố về đầu tư công tại các cái địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Thì chúng ta thấy rằng là ở tỉnh Quảng Nam thì ngay giữa tháng 9 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã đề ra yêu cầu chúng ta bắt buộc để giải ngân 100% các cái vốn đầu tư công trong năm 2021 là một cái nhiệm vụ quan trọng và đánh giá được cái hiệu quả hoàn thành công việc trong năm 2021. Và cụ thể là trong tháng 9 thì đã điều chuyển hơn 1.000 tỷ đối với lại những cái công trình, những cái hạng mục mà giải ngân chậm sang các cái công trình mà đã giải ngân hoàn thành sớm so với dự kiến. Cùng với đó thì tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu về cái nhiệm vụ phải giải ngân 100% các cái vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thì thông qua cái yêu cầu cũng như cái nhiệm vụ đặt ra cho các cái sở ban ngành khi mà chúng ta phải hoàn thành 100% cái việc giải ngân cái vốn đầu tư công trong năm 2021 thì cũng giúp cho cái việc mà đẩy cái dòng vốn của từ chính phủ xuống đến cái nền kinh tế của chúng ta, giúp đẩy thúc đẩy cái phát triển kinh tế. Và từ đó thì cái ngành bất động sản cũng hướng lợi từ cái ngành đầu tư, từ cái dòng vốn đầu tư công thông qua việc xây dựng điện đường, trường trạm, các cái công trình giao thông quan trọng tại địa phương. Rồi, yếu tố thứ tư mà Việt muốn kể đến là yếu tố về nguồn cung. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta chứng kiến rằng là trong 2 năm qua thì thị trường miền Trung, đặc biệt là khu vực Đà Nẵng cũng như Quảng Nam thì hầu như là các nguồn cung thì hầu như đếm trên đầu ngón tay. Sự siết chặt của chính quyền về câu chuyện về mở bán những dự án về lúa non, mở bán những dự án chưa đầy đủ giấy phép thì sẽ khiến cho cái nguồn cung trở nên hạn chế. Và những cái dự án mà chúng ta có thể kể đến như những cái dự án mà bán giai đoạn tiếp theo của khu vực, ví dụ như là khu Nam
Nam Hòa Xuân hoặc là những khu vực như FPT, khu vực Quảng Nam thì một vài dự án, thì trong đó nổi lên là dự án Casamia Camp hoặc là những dự án Vịnh An Hòa, khu vực Núi Thành, thì chúng ta hầu như những cái dự án, ngoài những dự án ra chúng ta không thấy cái nguồn cung mới. Và khi mà không có nguồn cung mới và nhu cầu vẫn còn nguyên đó, nhưng mà giá bất động sản thì sao ạ? Lại hầu như là không tăng. Và không tăng là lý do vì sao ạ? Không tăng là tại vì chúng ta thấy là bởi một nút thắt, đó là yếu tố về dịch Covid-19 gây ra những cái cản trở nhất định, khiến cho cái việc giao dịch trở nên khó khăn. Và khi mà chúng ta tháo gỡ được cái nút thắt về Covid-19 trong cái giai đoạn sắp tới, thì tất nhiên chúng ta mở ra những cơ hội rất là lớn. Và những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì sao ạ? Những nhà đầu tư có kinh nghiệm và họ thấy được cơ hội đó, và khi mà nút thắt mở và nhà đầu tư họ nhảy vào, họ đón được cái đón đầu được cái thị trường, thì cái cơ hội đến với họ là điều đương nhiên. Rồi, yếu tố thứ năm mà Việt muốn kể đến cũng là yếu tố cuối cùng, đó là yếu tố về niềm tin của các nhà đầu tư khi tham gia vào đầu tư bất động sản. Thì chúng ta thấy là người Việt Nam mình thì cho dù có hoàn cảnh nào, dù khó khăn như thế nào thì cũng rất là lạc quan. Và trong cái bước tình hình hiện nay, khi mà tại thị trường miền Trung, khu vực Đà Nẵng, khu vực Quảng Nam thì cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh, thì cái việc giao thương buôn bán thì nó cũng đã bắt đầu dần trở lại, từng bước mở cửa lại. Và từ đó cái việc đầu tư, hoạt động về đầu tư, mua bán và giao dịch bất động sản thì cũng trở nên sôi động. Cái thị trường bất động sản sẽ tăng ít nhất từ 5 đến 10% và cùng việc kiểm chứng ở trong quý tư và bằng những cái video lần sau. Một lần nữa rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu như có góp ý thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share và một comment. Một lần nữa xin cảm ơn và chào mọi người.